Hey, yo, xin chào, chào mừng đã quay trở lại với kênh channel của mình. Và mình là Thắng đẹp trai. Còn đây là mình là Thắng hàng xóm tên Nam. Tên hàng xóm tên là Nam nha. Hôm nay Thắng cùng với tên Nam sẽ chơi Minecraft. Nhưng mà không phải là Minecraft sinh tồn đâu. Cái tên này có biết chơi Minecraft sinh tồn đâu. Thắng mình là sẽ chơi Minecraft gọi là Minecraft xây nhà nha. Thì cái nhiệm vụ của Thắng cả tên hàng xóm này sẽ là thu thập tất cả các nguyên liệu ở trên một con đường. Thu thập càng được nhiều thì xây nhà càng nhanh. Ví dụ như là gỗ, vàng, bạc, châu báu gì đó. Nhưng quan trọng xây nhà là phải cần gỗ và cả cần tiền nữa. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu trò chơi ngay đây. Let's go. Đây, và đây sẽ là cái thằng Loop. Nhưng mà cái thằng Loop này nhìn nó rất là thông minh các bạn ơi. Do là cái thằng hàng xóm mà chưa có chơi nên mình sẽ cho nó chơi trước nha. Chơi đi, cầm con chuột chơi đi. Biết chưa không? Biết chưa không? Nào, kích vào đó. Tránh, ôi phải tránh xa cái lava ra. À các bạn ơi, bấm vào cái nút màu xanh kia là đúng là hai cái bên lava nó như kiểu là cỗ máy nó ngửa lên trời luôn. Ăn gỗ này, như phải ăn gỗ thì mới xây được nhà. Thấy chưa? Ăn gỗ là cộng nha, còn ăn cả vàng nữa này. Đây nhảy ô lava kìa. Nhảy vào ô lava này. Trời ơi, cái thằng hàng xóm mình sao bỏ qua cái ô lava thế kia chứ. Nhảy vào ô lava là sẽ biến thành thần lửa luôn. Ú, để ăn đấy, đó cộng vào đó. Ui, ở cuối con đường còn cái chìa khóa. Thế là xây cái gì đấy? Tên hàng xóm xây cái gì đây các bạn ơi? À, các bạn đã đoán ra đây là hình gì chưa? Mày đoán ra đây là hình gì chưa? Hình gì? Con ơm ông ớt. Thấy chưa? Các bạn có bạn nào đoán được chính xác giống như là Thắng không? Rồi, bây giờ là ra hoàn thành lốt cái hình ơm ông ớt của cái tên hàng xóm này cho tất cả các bạn xem nha. Lại nhớ phải ăn vàng các bạn nha. Nhớ phải ăn vàng, cái tên hàng xóm này toàn vào qua vàng thôi. Chặt gỗ này, ui, chặt được càng nhiều gỗ thì xây càng. Ui, rồi nhắm vào ông, ui, nhắm vào cái nút màu đỏ là ra quả bom TNT. Trời ơi, đến lượt mi. Mi là mi chứ không phải là mi là ta. Nhớ ăn vàng nhá. Gỗ lấy gỗ, nhớ lấy gỗ. Ui, lút đỏ cơ. Ui, đừng có nhắm vào lút đỏ, cái thằng gà kia đấy lại ra bom TNT. Mày có thấy cái quả mắt mà nó lồi ra không? Đừng có nhắm vào lút đỏ. Rõ ràng tao vừa nhắm lút đỏ rồi, mày lại nhắm vào lút đỏ làm cái quái gì? Ăn vàng này. Hói, ăn vàng là được cộng thêm 20, tránh xa ra. Đói, ăn vàng tiếp. Ôi ôi. Ấy quá ơi, đừng có nhắm vào lava nha. Lúc nào thằng thử nhảy vào lava xem là thằng bị làm sao nhá. Hai cây đó, cây màu tím này. Cây màu tím nhưng mà tưởng được nhiều gỗ hơn, hóa ra là vẫn thế các bạn ơi. Úi, vàng, mà sao không có kim cương ta? Đó rồi. Ơi, ăn vàng tiếp nè, nhưng mà chưa thấy kim cương nè. Rồi, các bạn nhớ phải chặt thật nhiều là gỗ nha, thật nhiều gỗ luôn, đến vạch đích luôn. Ok, bây giờ nó xây xong hình ơm ớt này. Yes. Cuối cùng đã hoàn thành xong hình ơm ớt rồi. À, 5/10 cái gì đây? Lâu thành, continue. Ok, ui, đừng mở hộp qua này. Này, cho tên Nam mở, xem tên Nam mở có đỏ không? Một, mở từ thôi. Wow, cho các bạn ơi, được skin này. Tên Nam mở được skin luôn các bạn ơi. Skin VIP này. Ôi, quá là xịn xò luôn đó. May mà cho tên Nam lên là bây giờ được skin. Wow, các bạn ơi, được bao nhiêu vàng luôn. Sử dụng cái skin đấy luôn. Lâu thanh. Sử dụng skin, đối các bạn ơi, thấy chưa? Ý, tên Nam tay đỏ phết này. Hộp. À, đúng rồi, phải đi vào cái nút xanh đấy để mở cái cánh cổng ra. Cứ lúc nào là được mở quà là một lương thằng sẽ cho tên Nam mở nha. Cái búa trước mặt mày gò. Cái búa bằng đá. Tránh ra. Uầy, nhiều vàng quá, cho này nhiều vàng thế nhỉ. Tránh ra. Trời ơi, sao mày lại đi vào lava làm cái quái gì ta? Cái tên Nam chả khó, chuột nó không nhạy. Đó. Di chuyển nhanh vào, trò này người ta giới hạn chuột này nên là di chuyển không nhạy. À, chạy sang cái lút đỏ. Ê, suýt lửa thằng đâm vào cái lút đỏ các bạn ơi. Ăn cây màu tím đi. Cây màu tím thì vẫn chỉ được một gỗ thôi, nó chỉ thay đổi màu sắc thôi. Tránh ra đấy, đi sang bên này này, đỡ phải nhận đi vào ô lava. Không tham, không được tham ăn vàng nha. Ăn vàng là ngã sang ô lava đấy. Rồi, thắng nhìn thấy đích rồi các bạn ơi. Có vàng tiếp nè. Nhảy lên cái tông này. Oh my god, quánh mấy cái thằng địch này, mấy cái thằng màu đỏ này không biết là ai. Chìa khóa. Ơi giời ơi, không lấy được cái chìa khóa rồi. Cái hình gì đây? À, biết hình gì không? Đến lượt mi này. À, cái con tim. Đúng rồi, cái icon. Mua một cái khác đi vào shop. Mua một cái vũ khí khác đi. Đấy, quay luôn. Ồ, nó phải 3.000 cơ.
3.000 ớt, rõ ràng đủ 3.000 tiền vàng rồi mà không. Đấy. Ê, đừng mua kiếm. Đây, bên này. Đấy luôn, mua cái gì VIP đi. Ui, thôi, sao bên này đi. Bên này 5.000 thiếu tiền. Thôi, tiền để mua skin. Đấy, mua mấy cái này. Đấy, mua kiếm đi, đấy. Đây, mua cái đấy luôn. Đó, cầm cái đấy, mấy cái màu sắc mới đẹp này. Thôi, tiền để dành tí nữa mua skin. Uê, bơi luôn, xịn xò con bò ghê, bơi luôn. Ơ, các bạn ơi, cái màn này là cái màn người ta tặng vàng nha, ăn toàn vàng luôn. Tới cái rương kia kìa, chắc chắn trong cái rương kia có rất là nhiều vàng. Đấy, thằng đoán không sai, có rất là nhiều vàng luôn. Xây nhà này, ôi xây nhà này. Ồ, nhà nào đẹp bây giờ, nhà này đi, xây nhà ngang đi. Quê quá. Đó, xây nhà ngang này. Có một con gà rồi các bạn ạ. Rồi con gà kia sẽ thịt sau. Đến đợt mi đó. Đi vào cái nút xanh. Ăn cái hàng cây ba cỡ đi giữa. Đấy, ở giữa được ăn hai cây đó. Cây rìu này nó dài hơn nên là ăn được cả hai cây luôn. Đi ở giữa ăn hai vàng luôn sao ấy. À, chỉ được một vàng thôi. Ba quả búa. Tránh tiếp. Suýt nữa nó đè vào chân rồi. Khối lava này dài quá, sức không ăn vàng à? Ăn nổi à? Trời ơi, hai cái cây mà mày ăn được mỗi một cái cây. Bây giờ sẽ xây cái hình gì đây các bạn ơi? Wow! Hình gì đây? Đoán hình gì đây? Chả biết luôn. Cậu ơi, các bạn đã đoán được ra đây là hình gì chưa? Khán giả vẫn chưa đoán được ra là cái hình lợn gì đâu. Con lợn. Không em phải đoán con lợn. Chắc là con lợn. Con lợn nó đã có đuôi. À, ta sẽ mua một cái skin mới nha. Vào shop này. Úi giời. Wow, nhiều skin quá các bạn ơi. Đây nè, ui skin Batman. Ui. Wow. Nhiều skin. Ui các bạn ơi, nhiều skin đẹp lắm luôn ấy. Oh. Cái gì này? Mua skin nào bây giờ? Em chọn cho con em. Skin Rozo. Đây, ta sẽ mua skin này đi. Ok. Yo, Itachi Nhật Bản à? Skin Nhật Bản à? Wow. Các bạn ơi, nhìn này. Trời ơi, skin này nó bắn được ra này. Ghê chưa? Hay là cái màn này người ta bỏ bắn sao ấy? Ui, ghê chưa? Hiệu ứng xịn xò con bò phết đây. Ui. Con gì vậy? Ui. Như kiểu này nó phi ra tên luôn này. Cái màn hay hình như cái màn này mà. Kiểu như cái màn này người ta tặng quà sao? Đúng rồi các bạn ơi. Cái màn này người ta tặng tiền này. Ui, cả tên chùm luôn. Trời ơi, tên chùm bắn một phát là tẹt tu luôn. Tưởng gì thế nào cơ. Rồi, trong rương này sẽ có vàng này hay kim cương. Ôi, có mỗi vàng các bạn ơi. Trong game này nó không có kim cương hay sao ấy. 241. Ôi, skin Iron Man này. Nhưng mà phải xem quảng cáo thì mới được. Đó, ok. Mở đi. Mở được skin nữa. Đấy, có skin này. Skin này, lắc này. Trời ơi, được 264 vàng. Skin này 200 vàng lần cuối cùng. Lần cuối cùng nha. Skin. Má. Đoán chắc skin. Không được skin các bạn ơi. Skin nó ở đâu? Tiếc quá không được skin. Wow, chỗ này là cỏ này. Sang nè. Cỏ này không phải là đá như vậy nữa. Một cây, hai cây. Mua vũ khí mới. Hết tiền rồi. Cái này nhặt được ít vàng lắm và hơi bị quý hiếm đấy. Khoảng như game bình thường. Ui dạo ơi, qua được rồi các bạn ơi. Ăn may thôi. Đó. Chỗ này có 3 cây luôn. Chỗ này phải được bây giờ hoàn thành xong con đường phải được mấy chục khối luôn, 30. Ba cái quả búa nó góp một bên luôn. Nó gà thiệt sự luôn. Một hố lava nữa. Một hố lava này rất là to, rất là to. Ăn à, thôi, định tham nhưng mà sợ quá, sợ lửa lơi xuống hố phát là khối phí mất bao nhiêu khối gỗ luôn. Cái gì đây các bạn ơi? Con gì đây? Đây là cái gì đấy? À, giống con cua các bạn ơi, nhưng không biết phải là con cua không. Ô, xây xong này này. Em thấy là giống con nhện hơn. Trời ơi, VIP. Em đoán là con nhện. Đúng rồi, con nhện hơn, nhưng mà VIP chưa. Con nhện. À, mới được 64%, bỏ, chưa xong. Nhận tiền. Okay. Có thể lưu, sắp được skin rồi. Đấy, mua vũ khí mới đi. Anh đây có cái vũ khí mới. 3.000 thôi. 2.000, không còn. Shop, đấy. Đấy nha, mua cái giáo. Mua. Ok. Cái giáo phi. Itachi cầm giáo. Cái này chặt nhanh hơn sao hay vẫn thế? Chặt nhanh hơn. Ôi, hai cái nút kìa. Hai cái nút đỏ luôn. Cái con đường này rất là nhiều cây cối luôn. Thôi,
đi qua cái, đây cảm giác lắm lực quá nhanh rồi. Hơn 20-20 đi ở giữa đấy, cái cây giáo này cũng ăn chặt được ở giữa này. Ui quá ơi, đầu kia có tận hai cái quả lăn luôn. Đi ở giữa, đi ở giữa. Mày toi mạng rồi, đến cái đoạn này hai quả lăn mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Ồ, phát lại ăn mày này. Nào, họ đi, chào lao. Thôi xong, may quá, mày vẫn qua được các bạn. Đến cái này, ăn thật nhiều mấy cái tên màu đỏ này vào. Ăn đi, rồi xong bỏ qua nhiều thế. Ăn tên màu đỏ là thêm vàng nữa chứ. Mày vàng nhảy lê lịa luôn. Con cua, đây là con cua, ok. Rồi, đến lượt. Ui các bạn ơi, ở map này có những cái bẫy mới này các bạn nè. Xem nào, mấy cái trong chóng là gì ấy. À, wow, bây giờ là bạn. Ui các bạn ơi, bây giờ ở trên không luôn các bạn nè. Wow, khối lava cũng ở trên không luôn. Hay nha. Nhưng mà hơi bị điêu, lava nó phải chảy xuống chứ. Lava nó có một khối nó đứng im đây kia, nó phải chảy xuống chứ. Ui, chuẩn bị bay cao hơn sao các bạn nè. Coi nhà, đi qua cái một. Wow, đó, đi qua chỗ này bay nhanh hơn. À, cái màn này là người ta tặng tiền các bạn ạ. Mày quá, màn tặng tiền nhưng mà vẫn có những cái cặp bẫy luôn. Ơ nhỉ, cây ở bên dưới này các bạn này, cây ở dưới mình còn không ăn được. Úi giời, ô dưới kia này. Các bạn nhìn nè. Trong đường này chắc chắn là phải có kim cương ngọc lục báo. Ăn được 400 tiền vàng rồi. Thôi, ít quá. Rồi ok các bạn ơi, vậy là hôm nay Thắng cùng với tên hàng xóm đã xây được một vài công trình trong cái game này. Sau là không có nhiều thời gian nên là chỉ xây được bằng đó công trình thôi. Tất cả là hôm nay không phải chơi riêng nên là không hỏi được ai xây đẹp hơn. Công sức của hai người cùng chung xây lên. Thì bây giờ bọn Thắng sẽ phải kết thúc cái video ở đây rồi. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.